Xin quý vị hãy cùng dành vài phút để cùng chiêm ngưỡng phần trình diễn của nghệ sĩ Trọng Thi, một khách mời đặc biệt tham dự chương trình gala ngày hôm nay. Vâng ạ, xin mời anh tiến ra sân khấu đi ạ. Thì chị có thể uống thuốc khoảng độ 3 ngày bắt đầu chuyển bệnh. Khi 3 ngày chuyển bệnh thì bụng bắt đầu nhỏ dần, nhỏ từng ngày một. Bệnh nhân có thể nhìn thấy. Nhìn thấy bệnh chuyển bệnh một cách rõ ràng lắm. Chứ nó không lâu đâu. Mà cái sơ gan thì nói chung là trong vòng một tháng hầu như là khi bệnh nhân uống thuốc đúng chỉ định thì hầu như là bụng gần như bình thường. Nhà thuốc Đông y gia truyền Dư Ba sở hữu bài thuốc quý của dân tộc Sán Dìu, nhiều đời hành nghề y chuyên điều trị các bệnh về gan như ung thư gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan cổ trướng, viêm gan B, C, men gan cao bằng các thảo dược quý trên rừng được nhà nước cấp chứng chỉ khám chữa bệnh. Nhà thuốc có địa chỉ tại đường 310, thôn Mi Kỳ, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số hotline 0982 267 986.